Hello, what's good? Welcome back to my channel. Chào mừng các bạn đến với channel của Chokie Nguyễn. Thì thực ra các bạn cũng có thể gọi mình là Nhân cũng được. Thì dành cho những ai chưa biết thì channel của mình thì mình sẽ làm về những cái reaction cho những bài nhạc mới và những clip viral trên mạng. Thì đây sẽ là cái video đầu tiên của mình sẽ react về một cái video không phải về nhạc. Ok, không mất thời gian các bạn nữa. Tới phần intro thôi nào. Let's go. Ok, thì khá là bất ngờ đối với cái video lần này mình sẽ làm reaction sẽ là một cái video cinematic của League of Legends của tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Thì thực sự là mình là một big fan của Liên Minh Huyền Thoại luôn. Chắc đến thời điểm hiện tại thì game Liên Minh là cái game mà mình chơi nhiều nhất. Thì mình cũng có khoảng thời gian cũng như một vài bạn là ra tiệm net ngồi chơi Liên Minh đồ các thứ rất là gọi là kỷ niệm rất là đẹp. Thì mình thấy ở Việt Nam mình không có nhiều người làm về cái reaction cho cái cinematic này, tại vì mình là như mình nói, mình là một fan cực kỳ lớn của Liên Minh luôn. Nếu mà tưởng tượng như là Liên Minh là một cái bộ phim về cái trò chơi của họ thôi thì mình không biết là nó khủng tới cỡ nào. Thì trước đó thì có bên Dota là họ đã có phim cho bên họ rồi, nhưng mà Dota thì mình không có chơi nên là mình xem thì mình cũng ý là mình cũng không có hiểu rõ. Còn về Liên Minh thì thật sự là mình chơi rất là lâu rồi, mà thực ra thì có một do một thằng bạn của mình năm cấp 3, nó tên là Thuận nó dẫn mình đi chơi net và nó hướng dẫn mình chơi, rồi nó chỉ mình cách chơi này cái kia, và từ đó là mình biết đến game Liên Minh và mình rất là thích luôn. Thật ra trước đó mình không thích cái thể loại game mà kiểu MOBA đồ các thứ, mình thích kiểu FPS hơn, kiểu bắn súng. Hồi xưa thì có game đột kích, mình rất là ghiền, mình một người rất là mê game luôn. Và nhờ cái thằng Thuận đó thì mình mới gọi là thích cái trò Liên Minh Huyền Thoại hơn. Thì chắc là không có thời gian nữa tới cái reaction cho video thôi. Sorry các bạn là mình mới ngủ dậy nên là nghe nó hơi kiểu bị xỉn xíu á nhưng mà ok, bắt đầu thôi nào. On nè. Sejuni. Talia Kai'Sa. Talia Kai'Sa một phe à. Có từ từ. Nè, cái đất này hình như nó đang di chuyển nè, là có cái gì nè. Này, để coi. Ai đây? Bateon. Bateon, Việt Nam mình gọi là Bateon. Olaf. Ai đây? Wow, công nhận. Gọi là bên chắc là mình gọi là bên Riot đi ha. Mình không biết là họ có tách ra không, nhưng mà bên Liên Minh Huyền Thoại nói riêng và Riot nói chung thì làm những cái cinematic rất là đỉnh luôn á. Lúc đầu coi mình cũng muốn là trời ơi, lẽ ra họ nên làm một cái bộ phim về cái trò chơi của họ. Nếu mà họ làm thì chắc chắn luôn mình sẽ đi xem sneak peek luôn qua show. Comment ở dưới cái nếu mà bạn có chơi Liên Minh thì vị tướng gọi là yêu thích nhất của bạn sẽ là gì? Các bạn đoán xem mình vị tướng yêu thích nhất của mình sẽ là gì? Cuối video này mình sẽ nói. Ok, bắt đầu tiếp thôi nào. Nhạc hay quá. Nhạc kiểu nghe rất là lúc nào cũng kiểu nghe rất là bạn sẽ kiểu rất là hồi hộp luôn á. Đó, đây. Redside. Ủa, Redside là nhiều con hả?
vậy là red sai là kiểu quái vật, là kiểu nó không phải là một nhân vật mà nó là nhiều con hả? Mình không biết là có đúng hay không nha, tại vì đây hình như mình thấy là có hai ba con này nè, Kai'Sa với lại Taliyah. Kai'Sa nhìn ngầu quá. Hồi cái khúc nhạc nữa kiểu cao trào luôn á. Rồi hết, không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Ồ, Olaf đỡ nguyên cục cục băng luôn kìa. Má ngầu vãi. Mình nhớ Bastian là người tốt mà ta. Leona hình như cũng là người tốt mà sao hai người này lại đánh nhau nhỉ? Mình nghĩ vậy thôi, tại vì gì? Hai người đều kiểu mình nhớ là người tốt mà nhỉ. Chiêu cuối của Bastian là trời sập đúng không? Còn chiêu cuối của Leona là kiểu gọi gì trên trời để xuống, thì mình nghĩ sẽ là chung phe chứ nhỉ? Sao lại là khác phe nhỉ? Nhìn Bastian nhìn ngầu quá. Nhìn kiểu như là Kratos của bên God of War vậy á. Ôi, Riot ơi, làm phim đi, come on. Nãy giờ on vẫn đúc đồ à. Ôi đẹp quá, nhìn như người thật vậy. Xe Juni. Nhạc kìa. Bự vậy. À, chắc là con này sẽ là kiểu rất sai chúa đúng không? Đúng, rất sai đích thật đúng không? Cái kia là mấy con đúng không? Nhìn bự thế. Chưa cuối. Bay khỏi vũ trụ luôn á. Trời ơi, nhìn kìa, nhìn nét quá, nhìn như người thật quá. Đoán xem Kai'Sa là người châu Âu hay châu Á nhỉ? Ông nội ông vẫn đúc đồ à. League of Legends, Riot Games. Hết rồi đúng không? Hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Damn. Wow, cái
gọi là Riot không bao giờ làm chúng ta kiểu thất vọng về những cái cinematic của họ luôn á. Từ xưa tới giờ, lúc từ lúc mà mình biết đến Liên Minh là tất cả những cinematic ra và những cái bài hát của Riot ra là mình đều nghe và mình đều xem hết, và nhất là những cái cinematic. Mình cứ tưởng tượng là cứ mỗi cái cinematic của họ ra là mỗi chapter của phim của họ thì mình có thể ghép vô thành một cái bộ phim dài luôn á. Mình rất là mong là Riot làm một cái bộ phim gọi là Liên Minh Huyền Thoại, về cái Liên Minh Huyền Thoại. Mình biết là tại vì hiện tại thì nó có quá nhiều vùng đất nên là không thể làm chung một cái được. Và rất là may mắn là họ đã làm cái phim mà có Jin, Jin X với lại Vi á. Vì Việt Nam mình là Vi nhưng mà mình thấy ở trong trong phim họ họ đọc là vai. Rất may mắn là họ đã làm về phim đó rồi. Và nhưng mà mình vẫn muốn là có kiểu chờ kiểu fan Liên Minh mà cái phim đó không có thể đáp ứng nổi, tại vì có quá nhiều vị tướng và cái vị tướng của mình thì nó không có nằm, nó không xuất hiện trong cái phim đó. Thì comment ở phía bên dưới cái vị tướng, nếu mà bạn có chơi Liên Minh, bạn có theo dõi Liên Minh thì comment phía bên dưới cái vị tướng yêu thích nhất của bạn. Còn nhưng mà nói cái vị tướng yêu thích nhất của mình là Alistar. Đúng rồi, một vị trí support. Mình một cực kỳ mình một one jam Alistar luôn. Nếu mà bạn kể combo gì của Alistar thì mình đều biết chơi hết, mình đều biết làm hết, mình đều biết cách thực hiện hết. Ok, mà thực hiện nó có được hay không thôi. tại mình nghỉ chơi lâu rồi. Thì Alistar là một cái con tướng mà mình chơi gọi là mình cảm thấy là mình khá là hợp với nó, và mình cảm thấy là kiểu nó nhìn nó lực á, với lại nhìn nó ngầu á. Thì đấy, thì đó là cái phần reaction của mình cho cái video cinematic này của Liên Minh. Thì mình rất là mong là trong năm 2022 này sẽ có nhiều cái cinematic để mình làm cái reaction cho cái cinematic của bên Liên Minh nữa. Tại vì ở đây ở Việt Nam thì mình thấy là có thầy giáo ba là có xem cái reaction của cinematic của Liên Minh thôi. Mình cũng là một fan của thầy giáo ba và cả anh Độ PC nữa, nhưng mà anh Độ PC thì không có chơi Liên Minh nhiều. Về Liên Minh thì chắc là có kể đến thầy giáo ba thôi. Thì mình thấy là cũng ít, khá ít là người khá ít streamer cũng như là những cái YouTuber mà làm cái reaction cho những cái clip Liên Minh. Nên là mình là cá nhân mình là một fan của Liên Minh, nên là mình rất là muốn có cái vinh dự làm cái reaction cho cái này, và mình rất là mong sẽ nhận được cái sự ủng hộ của các bạn. Và như mình nói ở tất cả những video trước đó thì mình luôn luôn muốn lan tỏa cái năng lượng tích cực đến các bạn. Thì ok, đấy là phần reaction của mình, và nhớ comment ở phía bên dưới cái phần gọi là vị tướng yêu thích nhất của bạn nếu mà bạn có chơi ha. Có thể là các bạn nhỏ sau này thì không có chơi nhiều, các bạn chơi game mobile nhiều hơn. Tại vì thời đại về sau thì mình thấy là game điện thoại thì cũng khá là hot, nhưng mà mình thì không có chơi game điện thoại nhiều. Ok, thì đó là phần reaction của mình cho cái cinematic này. Rất mong các bạn sẽ có một ngày thật là vui vẻ, và comment phía bên dưới những cái clip hoặc là những cái video mà các bạn muốn mình làm reaction. Có thể những cái video mà kiểu meme hay gì đó cũng được. Ok, thì mình rất là mong sẽ nhận được cái sự đóng góp của các bạn. Và như mọi khi, peace, nằm out. Bảo.